Em ngồi. Ngồi đi. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Ba Bem, còn đây là Bem. Mấy hôm gần đây thì mình có lướt Facebook, mình thấy khá là nhiều trường hợp các bạn cún ăn phải bả rồi mất ấy. Nên là mình cũng khá là buồn và khá là lo ngại cho mọi người. Thế nên là hôm nay thì mình và Bem sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm như thế nào để cún nhà mình không ăn đồ ăn từ người lạ và không ăn đồ ăn ở dưới đất. Đó, Bem. Xin chào. Chào mọi người. Xin chào. Đó, Bem. Xin chào. Đó. Ok. Thực ra nó rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần dành tầm khoảng 5 đến 7 phút mỗi ngày trước bữa ăn để dạy cho bạn cún nhà mình. Đó. Đây. Đầu tiên là các bạn cần chuẩn bị này, một ít thịt này, một chút thịt này, một bát hạt này hoặc là một bát cơm dành cho cún. Đó. Đây, mình đã chuẩn bị cả thịt và hạt rồi nhá. Còn nếu mà với các bạn cún nào mà quá là tăng động ấy thì các bạn nên chuẩn bị một sợi dây hoặc là một chiếc chuồng. Thì mà khi mà các bạn cho bạn cún nhà mình ăn ấy thì các bạn nên cho ăn vào trong bát để cún quen với việc là chỉ được ăn thức ăn từ trong bát thôi, hoặc là các bạn có thể đút thẳng vào miệng trực tiếp cho cún ăn. Nhưng mà đút thẳng như này thì hầu hết là chỉ đút bánh thưởng ấy các bạn nhé. Còn nếu mà đút đồ ăn như kiểu hạt hoặc là cơm ấy thì các cún nhà các bạn sẽ rất là kén ăn. Xin chào. Chào. Tay cao lên con. Chào. Đó. Chào. Đó. Ok. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn nhé. Bước đầu tiên này, hầu hết thì các bạn cún nhỏ ấy thì rất là nhắn nhít, và khi mà thấy thức ăn ấy, thức ăn hạt hoặc là đặc biệt là thịt này, nếu mà các bạn cún nhìn thấy thì sẽ ngay lập tức lao vào hạt hoặc là thịt ngay lập tức nhá. Thì các bạn nên để cún ở trong chuồng, để cún ở trong chuồng nhá, rồi các bạn sẽ để đóng chuồng lại và để hạt hoặc là miếng thịt ở bên ngoài. Tới khi nào ấy cún nhà các bạn thật là bình tĩnh thì các bạn sẽ cho hạt hoặc là thịt vào để cho cún ăn. Đó. Bem nhà mình thì mình dạy cho Bem từ hồi nhỏ rồi, thế nên là khi mà được lệnh ăn ấy thì Bem mới được ăn. Đấy nhá, mình lấy ví dụ cho mọi người luôn. Kia. Đó. Có khi là mình để bát hạt này cả tiếng đồng hồ Bem cũng không dám ăn luôn, trừ khi là có lệnh. Bem ăn. Ăn. Rồi, thôi. Thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Mình chỉ cần bảo là thôi thôi, ngay lập tức Bem ngừng ăn ngay. Bem thì đã được học lệnh rất là lâu rồi. Còn các bạn khi mà mới dạy cún thì các bạn nên kiên trì một chút để dạy bạn cún nhà mình. Đó. Yeah. Ok, bước đầu tiên thì các bạn nè. Bình thường ấy thì các bạn cún sẽ khi mà nhìn thấy hạt ấy thì sẽ rất là cuống quýt lên. Rất là cuống quýt lên ấy. Thì các bạn sẽ bắt cún ngồi yên. Ngồi. Bem ngồi. Ngồi. Đó. Và các bạn để từ từ nhé. Nếu mà các bạn để nhanh tay miếng bánh thưởng xuống ấy, hoặc là miếng thịt xuống ấy, thì ngay lập tức cún nhà các bạn sẽ lao vào ăn ngay. Nên là các bạn sẽ để từ từ để cho cún bình tĩnh. Còn nếu mà cún nhà các bạn lao vào thì ngay lập tức các bạn phải đẩy cún ra. Đẩy cún ra tới khi nào mà cún hiểu và cún ngồi yên để chờ được ăn. Đó. Các bạn sẽ để từ từ này, để từ từ xuống và hô yên. Yên. Chỉ hô một từ yên thôi trong suốt quá trình học. Đó. Yên. 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 Em yên. Yên. Đó. Yên. 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 Em ăn. Đói. Đấy đây. Ngồi. Yên. Đó. Yên.
Yên. Yên. Yên. Yên. Đó, các bạn thấy chưa? Bem nhà mình rất là ngoan, tại vì mình đã dạy bem lệnh này thì phải được tổng một năm rồi. Yên. Đấy. Đấy. Là mỗi khi cún ngồi yên ấy thì các bạn sẽ thưởng cho cún. Rồi, vào hô ăn. Đó. Nhá. Đầu tiên này các bạn sẽ để cún yên. Sẽ hô cún yên để ngồi yên. Và cặp bước thứ hai các bạn sẽ để từ từ bát hạt hoặc là miếng bánh thưởng xuống và hộ yên. Tới khi nào cún yên ấy được tầm khoảng 3 giây đến 5 giây ấy. Yên. Thì các bạn sẽ nhấc miếng bánh thưởng lên hoặc nhấc bát hạt lên và thưởng cho cún ăn. Ăn. Và hô ăn. Các bạn nhớ là khi mà các bạn hô lệnh ấy thì các bạn nên hô dứt khoát lệnh để cho cún hiểu. Và quan trọng ấy là các bạn chỉ nên là hô 1 đến 2 từ duy nhất thôi. Đó. Này bem ăn. Yên. Và khi mà cho cún nhà các bạn ăn ấy thì các bạn nên hạn chế việc là để người lạ cho cún nhà mình ăn. Tại vì nếu mà các bạn mà để người lạ mà cho cún nhà mình ăn ấy thì sau này hầu hết ai cho cún nhà các bạn ăn đều được cả. Còn bem thì hầu hết từ nhỏ đến lớn thì chỉ có mỗi mình là cho bem ăn thôi. Yên. Yên. Các bạn thấy chưa? Cún nhà các bạn sẽ rất là ngoan. Đó. Và thời gian các bạn để cún chờ ăn ấy, các bạn nên kéo dài từ vài giây, từ 4-5 giây này, sau có thể lên thành vài phút. Các bạn nhớ là nên dậy trước bữa ăn nhé. Sau các bạn sẽ kéo dài ra vài phút và kéo dài đến tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thì các bạn lặp đi lặp lại hàng ngày ấy, thì sau này có khi là các bạn sẽ để cả ngày luôn, cún nhà mình cũng không dám ăn. Nhưng mà điều quan trọng là các bạn không được nhây với ở cún. Còn nếu mà các bạn nhây với ở cún ấy thì chỉ vài bữa thôi là cún sẽ quên lệnh ngay. Này. Đó, các bạn thấy chưa? Bem không hề dám lao vào ăn trừ khi là có lệnh của mình nhá. Bem ăn. Đói, em đói. 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 Em nằm đúng không? Nằm đúng không? Đói. Yên. Đây nhá, đây là lệnh không cho cún ăn đồ ăn ở dưới đất. Đó. Bem ngồi. Còn lệnh không cho cún ăn đồ ăn từ người lạ ấy thì các bạn nên nhờ một hoặc là một vài người bạn chơi cùng các bạn ấy. Thì đầu tiên thì các bạn nên chuẩn bị gì? Đầu tiên ấy thì các bạn nên chuẩn bị một miếng thịt này. Đây, một miếng thịt bất kỳ. Và các bạn sẽ tẩm ướp ớt hoặc là tương ớt vào để cho miếng thịt cay và khó ăn. Đó. Thì các bạn sẽ nhờ người lạ mà cún chưa được tiếp xúc ấy. Tại đây. Tại đây. Tại đây. Rồi, nằm đúng không? Các bạn sẽ nhờ người lạ mà cún chưa được tiếp xúc ấy và cho cún ăn cái miếng và vứt xuống dưới đất để cún ra cún ăn cái miếng ăn đấy. Thì tức là cái miếng thịt mà đã được tẩm ướp gia vị rồi ấy. Đó. Gia vị đặc biệt là tương ớt hoặc mù tạt nhá. Thì sau vài lần ấy, sau vài lần khi mà cún quen ấy thì khi mà cún ăn phải thì cún sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Đó, hoặc là cún sẽ không ăn đâu. Hầu hết là các bạn cún sẽ chỉ có ngửi qua và bỏ đi thôi. Đó. Thì chỉ đến sau tầm khoảng 4 đến 5 lần như thế thôi thì các bạn cún khi mà nhìn thấy đồ lạ ở dưới đất ấy mà không phải là chủ cho ăn ấy thì các bạn cún sẽ không ăn đâu. Đấy. Các bạn nhớ là nên tập lệnh này cho cún thường xuyên. Và sau khi tập lệnh này xong ấy thì cún cũng rất là cảnh giác với cả người lạ. Đó. Có nhiều bạn hỏi mình là
Bạn ơi, anh ơi, cún nhà em thích đi theo người lạ thì em phải làm như thế nào? Mà hầu hết các bạn cún đi theo người lạ ấy, thì đều để xin ăn hoặc là xin chơi. Đó, mà khi mà các bạn dạy cún như vậy ấy, thì cún sẽ rất là đề phòng với người lạ và sẽ hạn chế được cái tình trạng là cún đi theo người lạ. Ừ, em ngồi. Ngồi. Đấy, các bạn có thể thấy là bữa ăn của Bem rất là ngoan. Đây, bây giờ mình đặt trước người này và mình không cho Bem ăn thì không bao giờ Bem dám ăn cả. Rồi, nó chết rồi. Các bạn nhớ nhá, khi mỗi khi cún làm đúng thì các bạn nên thưởng cho cún một miếng bánh thưởng. Đó, rồi. Đây, Bem đã ngồi yên rất là lâu để đợi mình làm clip cho mọi người này. Yên. Đó, yên. Các bạn nhớ nhá, để nhẹ tay thôi. Để thật là nhẹ tay. Tới khi nào mà cún đã quen hẳn với lạnh rồi ấy, thì các bạn sẽ vứt hộp. Hộp. Đó. Đó. Thì các bạn sẽ vứt mạnh tay ra. Chứ nếu mà ban đầu mà các bạn đã vứt mạnh tay ra luôn rồi ấy, thì cún sẽ không thể nào quen được đâu. Và cún sẽ tưởng là đấy là miếng thưởng cho mình, và cún sẽ ngay lập tức cún lao vào ăn ngay. Em ăn. Đó. Yeah. Đó. Lệnh không cho cún ăn nó rất là đơn giản thôi, có chỉ vậy thôi. Em ngồi. Ngồi. Các bạn nhớ đặc biệt một điều ấy, với các bạn cún nhỏ hầu hết là các bạn cún chỉ cần nhìn thấy thịt thôi này thì sẽ ngay lập tức các bạn cún lao vào chồm lên người mình ấy. Thì các bạn phải làm như thế nào? Thì lúc đó các bạn phải đẩy cún ra, các bạn phải lấy dây xích, các bạn xích cún lại và xích vào một chỗ. Đó, đến khi nào mà cún yên ấy, được khi mà nào mà cún nhìn thấy các bạn cầm miếng thịt lên mà cún yên, cún đủ bình tĩnh rồi thì các bạn mới cho cún ăn nhá. Chỉ sau tổng khoảng 1 tới 2 tuần thôi, các bạn kiên trì dạy tổng khoảng 5 đến 7 phút mỗi ngày thì sau tổng khoảng 1 tới 2 tuần là cún nhà các bạn quen. Đó, và liên tiếp các bạn lặp lại cho mình trước mỗi bữa ăn thì sau này thì các bạn sẽ không lo ngại vấn đề là cún ăn đồ ăn của người lạ này, cún ăn đồ bệnh ở dưới đất này, đặc biệt ấy là cún sẽ không ăn bã. Đó. Em ngồi. Ok. Clip này đơn giản chỉ là dạy mọi người cách mà để cún không ăn đồ ăn ở dưới đất, không ăn đồ ăn từ người lạ và đặc biệt là không ăn phải bã. Nếu các bạn thấy clip này hay ấy, thì nhớ like, share và để lại bình luận ở bên dưới. Nếu cần mình giải đáp câu hỏi như thế nào thì mọi người để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ hai ba con mình. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye. Em ngồi. Ngồi. Bye bye. Bye bye. Rồi, tay cao lên con. Bye bye. Rồi, em đỡ. Đó. Rồi. Đen. Thôi. Đó. Rồi.